Xin chào các bạn, mình là Như. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết dưỡng ẩm da vào mùa đông này nhé. Như các bạn cũng đã biết, khi thời tiết chuyển sang se lạnh thì làn da khô của chúng ta trở nên khô hơn, nứt nẻ, thậm chí là gây chảy máu. Vì vậy chúng ta nên ưu tiên chăm sóc và dưỡng làn da khô của mình nhiều hơn. Bây giờ hãy cùng mình thực hiện hỗn hợp cấp ẩm dành cho da khô nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị là 3 viên dầu vitamin E, 1 trái cam và 1 nhánh cây lô hội hay còn gọi là nha đam. Đây là phần thịt của nha đam mình đã lọc ra khỏi lớp vỏ màu xanh. Các bạn nhớ loại bỏ hết phần màu xanh đi nhé. Chúng ta chỉ lấy phần thịt trắng ở bên trong thôi. Tiếp theo là cam. Cam có chứa rất nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin C giúp làm sáng da hơn. Sử dụng cam trong hỗn hợp làm đẹp sẽ giúp chống lão hóa, cải thiện tông màu da, loại bỏ các tế bào chết và làm cho da sáng mạnh hơn. Sau khi gọt hết vỏ cam, chúng ta sẽ cắt thành từng miếng nhỏ như thế này. Vitamin E là thành phần rất cần thiết cho da, nó sẽ giúp loại bỏ da khô và dưỡng da, giảm thiểu các nếp nhăn hiệu quả. Cho vitamin E, cam và lô hội vào máy xay và xay nhuyễn. Khi đã có hỗn hợp này rồi, chúng ta sẽ thoa lên và massage nhẹ nhàng để khoảng 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch lại với nước mát. Thực hiện cách này 2 đến 3 lần trên một tuần, bạn sẽ cảm thấy làn da mềm mịn hơn trong mùa lạnh này. Da sẽ hạn chế bị mất nước, giảm khô và bong tróc da. Mặc dù biện pháp tự nhiên dễ thực hiện, chúng ta cần thời gian khá lâu dài và kiên trì thì mới đạt được kết quả tốt. Vì vậy, theo như mình thì các bạn nên kết hợp biện pháp bôi thoa bên ngoài và biện pháp tự nhiên để có được hiệu quả tốt nhất. Hiện tại thì mình đang sử dụng kem siêu cung cấp độ ẩm của Murad. Thương hiệu Murad là một thương hiệu dược mỹ phẩm rất là nổi tiếng trên thị trường. Về chất lượng cũng như là hiệu quả thì mình rất là an tâm.